Trời ơi, chào hai bạn. Chị có thấy cặp vợ chồng này rất giống là một cặp vợ chồng diễn viên điện ảnh không? Chị thì đương thấy bạn này có cái nét của anh Chí Trung á. Em có thấy không? À, anh Chí Trung mà táo giao thông đó em. Dạ, đó. Đó, em có thấy là mình giống ảnh không? Đó, dạ, em đẹp hơn ạ. Vậy thì hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Lê Phước Thận, em 30 tuổi. Em tên là Ngọc Hiền, hôm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng. Chị thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em quen nhau cũng bắt đầu là tới 9 năm rồi. Lúc đó là em chưa đang không có bạn gái. Em mới gặp một cô bạn học cao đẳng sư phạm mầm non. Em nhờ giới thiệu một người thôi, với một cái tiêu chuẩn nhỏ nhỏ, cao trên 1m6 rồi. Bạn nó mới cho em số điện thoại của một bạn. Sau khi nói chuyện điện thoại một hồi, em mới biết là cái bạn kia cho lộn. Ý bạn kia là cho là Ngọc Hiền là vợ em, nhưng mà ai ngờ lại cho là người đó tên là Cát Quyền. Nhưng mà sao em biết là lộn? Cái bạn kia bạn tự nhận ra lộn. Cái em mới cũng trò chuyện một lúc nữa thì em mới xin bạn kia số điện thoại của Ngọc Hiền. Thì lần đầu tiên mà ảnh gọi thì em không có nhà. À, gọi điện thoại bàn đúng không? Dạ đúng rồi, có điện thoại bàn, chưa có di động. Thì sau đó thì ảnh có gọi lại một lần nữa thì là em bắt máy lên. Thì ảnh mới nói là có một cô bạn của em ở trong lớp, thì cho ảnh số điện thoại làm quen. À, thì cái ấn tượng đầu tiên mà em gặp chồng em là khi mà lần đầu tiên mà em với ảnh hẹn gặp nhau á, tức là tại vì không biết mặt nên là ảnh dặn là thôi mặc áo đỏ giống nhau. Khi em đứng em nhìn thì em thấy có một anh rất là đẹp trai, và lúc đó anh để tóc bèo dài dài giống như mà tướng cao ráo đẹp trai giống như Gia Đình Quân con gái lúc đó mới có 20 tuổi à, nên là rất là mê trai đẹp. Đó, ảnh chạy xe tới thì ảnh nói một cái câu mà đến bây giờ em vẫn còn rất là ấn tượng. À, câu đó câu gì? Câu đó mặc áo đỏ xuyên đỏ yêu. coi như là xác định luôn vậy đó hả? Hai người ai cũng đẹp hết, và để xin hỏi ai là người tỏ tình đầu tiên? Em là người tỏ tình trước. À, thì chắc chắn rồi, bên đây người ta đã mục đích đeo đuổi từ cái hôm mà gọi điện về. Sau khi đã gặp nhau rồi thì tụi em cũng gặp nhau thêm vài lần nữa. Em mới gọi điện thoại qua em hỏi em thấy anh được không? Thôi em trả lời sao? Dạ lúc đó anh không hỏi là trả lời liền đi hay là anh bức ép gì hết. Anh nói là cho em một tuần suy nghĩ đi, em suy nghĩ đi. Nhưng mà sau khi cái cuộc điện thoại mà hỏi là có nên đồng ý làm bạn gái không á thì anh trốn tim luôn. Anh không tìm em á, ủa thì kỳ vậy, qua mới tỏ tình với người ta, hỏi ta có thích mình không, xong rồi cái im ru không nói gì hết. Em vì là em hay quá chứ chị, là sáng là chiều nói liền luôn đi. Tại vì em không biết là ảnh có giỡn không, thì chờ thử ngày coi ảnh có gọi lại em nói lại lần nữa không, thì mình liền. Mà không nói gì hết tới ngày thứ hai, tới ngày thứ ba. Em nói thôi mình không thì chắc là mất anh đẹp trai. Em chịu hết nổi, gọi lại cho ảnh đồng ý. Rồi chừng nào thì chiều thì em ngỏ lời cầu hôn. Chắc là cầu hôn lãng mạn lắm đúng không? Dạ, em mong hoàn cảnh đẩy đưa. Ông hoàn cảnh đẩy đưa đó sao? Lúc đó là em mới ra trường rồi đi làm, ba sắm cho chiếc xe hơi giá trị, nên là tới nhà ảnh nghĩ là mình sẽ ra liền, cho nên để xe ở ngoài cửa. Thấy mẹ ảnh đang nằm coi tivi ở ngay phòng khách á, thì cũng nghĩ là chắc là bác sẽ ngó mình cái xe. Mới nói chuyện là rủ anh đi chơi đi. Thì đang nói thì nghe cái dù một cái, thì em mới quay ra em nhìn, nó hổ cái xe đâu có tiêu rồi. Lúc đó thì em rất là sợ, không biết giờ ăn nói ba mẹ làm sao hết. Mà mất còn mất ở nhà trai mới đau. Thì lúc đó mẹ chồng em bây giờ thì thấy là em rất là run. Tay chân bủng rủng hết rồi. Mẹ chồng em chở em về nhà. Cái lần đó là lần đầu tiên mà phụ huynh gặp mặt hai bên. Thì mẹ chồng em cũng có nói là thôi mẹ làm mất xe, thì thôi giờ mẹ đền con trai. Như vậy là quá lời rồi đúng quá không? Mất chiếc xe mà đền nguyên một người con trai của mình cho cô gái này. Cái giá trị của bạn ngang ngửa chiếc xe đó. Rồi sau khi được đền cho một người con trai như vậy, hai bạn có thấy một cái gì đó người bạn đời mình chưa vừa lòng không? Dạ cũng có. Thì mới cưới thì nghĩ là cuộc sống hôn nhân nó màu hồng lắm, nhưng mà sự thật thì nó không được như vậy. Ủa, sự thật là sao? Ảnh thì ảnh đàn ông mà con trai út nữa, rất là gia đình rất là cưng, nên ảnh rất là quan tâm. Đặc biệt là cái lúc mà sau khi mà sinh em bé thì cái giai đoạn đó nó stress rất là nặng. Là tại vì mình sinh con xong rồi mệt mỏi, rồi chăm sóc em bé nó rất là khó. Tại vì 2 tiếng là em bé phải uống sữa, bất kể ngày đêm là nó cũng cứ như vậy. Đói thì là nó khóc, rồi đái, rồi nó thay tả, phải thay tả lùm lum hết. Thì em rất là mệt mỏi. Thì em cũng có nói với ảnh, anh ơi anh nhớ phụ em ban đêm, nhiều khi 2 tiếng thức một lần em mệt lắm em không nổi đâu. Rồi em có phụ không?
em nói cứ khi nào mà bé thích em cứ kêu anh. Mà có kêu không? Dạ có kêu, nhiệt tình lắm, kêu đạp rồi khều đủ thứ hết, mà anh cứ ngáy hò hò tới sáng luôn. Sau những cái đêm mà kêu gọi chồng quá trời vậy mà không dậy thì em yêu cầu anh là hai đứa phải nói chuyện rõ ràng với nhau, phải chia nhau ra chăm sóc con, chứ không phải là một mình em ôm hết như vậy thì làm sao em chịu nổi. Thì em mới hỏi là bây giờ anh thật lòng anh muốn giúp em hay không, hay là anh không có muốn giúp thì anh nói một câu đi. Thì anh cũng nói là có. Nói vậy giờ anh nhắm anh làm được cái gì, anh nói đi. Thì anh nói là anh không biết làm gì hết trơn. À. Tại vì anh đó giờ anh chưa có con người nào hết, không biết là mới tâm sự rất là thật. Dạ thì em mới hỏi là bây giờ vậy thôi anh có biết cho con bú không? Thì anh nói là anh không có biết cho con bú. Rồi em hỏi vậy anh có biết thay tã cho con không? Thì anh nói không biết, anh hỏi anh biết dán tã. Dán tã. Dán tã sẵn để dán, tại hồi đó em xài miếng, em bé xài miếng lót. À. Rồi em có bồng con phụ cho vợ không? Lúc đầu thì em sợ nó không dám bồng. Nó nhỏ xíu. Tay em bự bên bê, sợ nó ngọt lắm, sợ. Tâm lý chung của những ông chồng mà gọi là những ông bố lần đầu tiên được làm bố. Có con đầu lòng đó. Là như vậy đó. Anh thấy thì cái chuyện mà người đàn ông mà khi mà có con đầu lòng họ chưa có quen, chưa có biết gì đó, có thể sửa đổi được, đúng không? Thế còn cái chuyện gì mà em bực bội chồng em? Dạ, ảnh nói dai lắm. Khi mà ảnh nổi giận, ảnh nói rất là to. Mà em thì em rất là sợ. Đâu, anh đâu thấy chồng em nói nhiều đâu. Nói dai hả? Nãy giờ chị ngồi là chị cảm giác người con người này ít nói lắm nè. Dạ, đúng rồi. Thế còn điều gì mà khiến bạn không cảm thấy là hài lòng với vợ mình lắm? Không hài lòng nữa là khi em đi chơi với hay càm ràm hoài. Càm ràm hoài hả? Nói hoài. Càm ràm nói làm sao? Điện thoại về chứ về đi. Nói một mình chưa đủ rồi, đưa thêm đồng minh. Con phải không? Không. nhưng mà em một tuần em đi chơi với bạn em mấy lần? Phải không? Dạ, nhân hai. Là 4 lần, cần vì vậy mà vợ càm ràm đúng không? Chị nghĩ rằng á, nếu thực sự mà em yêu cổ, em thương cổ, em phải hỗ trợ. Thứ nhất là giảm bớt cường độ âm thanh. Thứ hai là bớt vô tâm, quan tâm tới vợ nhiều hơn. Thứ ba là một tuần lễ thay vì đi chơi 4 ngày. Thôi bây giờ em cho giấy phép đi, 2 ngày. 2 ngày, còn lại 5 ngày là dành tuyệt đối cho vợ con. Tại vì đây là một cái cặp đôi rất là đẹp, đẹp về ngoại hình, về nhân dáng. Nói chung là chị nghĩ rằng tụi em mà có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn nữa thì tụi em sẽ còn đẹp nữa. Có nghĩa là mỗi người thay đổi một chút xíu thì chắc chắn cuộc sống về gia đình sẽ hạnh phúc hơn và sẽ bền lâu hơn. Tôi xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiệu ý và bốc thăm may mắn. Một cái máy massage mặt cầm tay hiệu Evis của Nhật Bản trị giá 4.300.000 đồng. Món quà thứ hai đó chính là một máy khử độc diệt khuẩn Oshima trị giá 2.750.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một mặt dây chuyền bằng vàng trắng kính kim cương và ngọc trai trị giá 6.270.000 đồng của công ty Thế Giới Kim Cương. Đặc biệt hơn hết đó chính là món quà thứ tư, đó chính là một chiếc nước vừa rồi. Và các bạn ơi, trước khi mà chúng ta đến phần bốc thăm may mắn á, thì chúng ta phải trải qua cái phần gọi là kiểm tra hiệu ý. Bây giờ các bạn chú ý nghe câu hỏi của tôi nha. Món ăn theo thứ tự ở trong tiệc đám cưới của các bạn là gì? Món ăn trong tiệc cưới của các bạn là gì? Hãy kể tên theo 4 món theo thứ tự. Nào bây giờ xin mời hai cặp vợ chồng chúng ta quay ra. 1, 2, 3. Đâu, xôi, bánh mì, cá lẩu, súp gà, lẩu, trái cây. Trời ơi, trời ơi. Ai vậy? Hai vị cá, gà, tôm, gỏi, tôm chiên, gà, nướng, lẩu, hai đám cưới khác nhau luôn. Hai đám cưới đâu quá. Cái này đám cưới của ai á, nhưng mà đám cưới của mình. Rồi, bây giờ tỷ số là 0-0. À. Sau bữa ăn tối, vợ, chồng, bạn thường làm gì? Hãy sắp xếp câu trả lời theo thứ tự ưu tiên. Xem TV, lên mạng, làm việc nhà. Wow, xem TV hay lên mạng hay làm việc nhà sau bữa ăn tối. Rồi, xong rồi, mời các bạn. Sau bữa ăn tối, vợ chồng các bạn thường làm gì nào? Lên mạng, xem TV hay làm việc nhà? 1, 2, 3. Xem TV, lên mạng, làm việc nhà, Rồi, hay quá. Xem TV, lên mạng, làm việc nhà. Xem TV, lên mạng, làm việc